hay là u não, tức là u hệ thần kinh trung ương ở trẻ em là nó cũng là cái nhóm bệnh rất là hiếm, rất là gặp, tương ứng thứ hai trong các loại ung thư trẻ em. Tức là chiếm khoảng là 25, 23, 24% trong tổng số ung thư trẻ em, chứng tỏ là một cái lượng rất là nhiều. Nhưng mà tại sao trước đây chúng ta chưa, ở tại khoa nhi chúng tôi cũng chưa gặp được nhiều, bởi vì thực chất để có một cái ekip để điều trị, chẩn đoán cho đến điều trị hoàn chỉnh thì có thể nói là đến tận năm 2017 này chúng tôi mới có đầy đủ, tức là gồm có từ cái khâu chẩn đoán hình ảnh, chẩn đoán giải phẫu bệnh đến khâu điều trị phẫu thuật, có một khoa phẫu thuật chuyên về các khối u não, khoa điều trị xạ trị cũng chuyên xạ trị rất chuyên sâu về u não, và bản thân khoa chúng tôi thì cũng điều trị tiếp bước những cái điều trị hóa chất cho từ trẻ em, trong đó thì có những khối u não. Rõ ràng là đây là một cái cơ hội rất là lớn, bởi vì làm việc tập trung luôn trong một khu vực, trong một bệnh viện có hoàn chỉnh từ chẩn đoán điều trị. Đây là một cái cơ hội tạo thuận lợi cho các bệnh nhi được chẩn đoán. Bệnh ác tính của tổn thương cái nhu mô não của trẻ và là bệnh ác tính đứng hàng thứ hai sau bệnh hệ thống tạo huyết, tức là sau bệnh bạch cầu cấp. Nó là một cái bệnh mà theo nhiều thống kê của trên thế giới cũng như ở Việt Nam, u não chiếm từ 30 đến 40% trẻ bị bệnh ác tính. Hiện nay thì ở Bệnh viện K của chúng tôi đã có điều trị đa mô thức đối với u não nói chung và u não trẻ em nói riêng. Về việc chẩn đoán, chúng tôi có đầy đủ các phương tiện chẩn đoán, đấy là dựa vào triệu chứng lâm sàng của bệnh nhân, và sau đó thì chúng tôi có labo giải phẫu bệnh. Ở labo giải phẫu bệnh chúng tôi có cái xét nghiệm sinh học phân tử để phân lập được cái nhóm nguy cơ cụ thể, những cái nhóm mà có những cái đặc điểm khác nhau, từ đó tiên lượng và điều trị khác nhau. Chúng tôi có chẩn đoán hình ảnh. Khoa chẩn đoán hình ảnh của Bệnh viện K cũng được coi là một trong những khoa rất là mạnh. Trong khoa chẩn đoán hình ảnh chúng tôi áp dụng chụp cắt lớp vi tính, cộng hưởng từ, đối quang từ và những cái chẩn đoán chuyên sâu. Khi bệnh nhân đã được chẩn đoán rồi thì chúng tôi có điều trị đa mô thức bao gồm phẫu thuật, chúng tôi có khoa phẫu thuật thần kinh và có xạ trị, có 5 khoa xạ trị, nhưng mà u não thì được điều trị ở khoa xạ 1 và điều trị hóa chất là ở khoa nội nhi. Giống như nhiều bệnh ung thư khác thì u não nói chung, u não trẻ em nói riêng của Việt Nam chúng ta vẫn chưa thể nào bắt kịp so với thế giới. Bởi vì sao? Bởi vì khi mà bệnh nhân Việt Nam đến bệnh viện thường là trong cái tình trạng mà khối u nó rất là lớn rồi, không thể phẫu thuật triệt để lấy được toàn bộ khối biếu, hoặc là cái tình trạng sức khỏe chung của bệnh nhân, sức khỏe chung của đứa trẻ nó yếu nhiều rồi, nó không thể tham gia được điều trị xạ trị mạnh, hóa trị mạnh được. Vì vậy mà cái kết quả điều trị nó hạn chế nhiều, không phải là vì chúng ta không đủ trang thiết bị, không phải vì chúng ta không có kiến thức, không phải vì bác sĩ của chúng ta không cập nhật so với thế giới, mà vì cái tình trạng bệnh nhân đến bệnh viện trong giai đoạn muộn, điều trị nhiều khi là không thể điều trị mạnh được. Chưa kể cái tình trạng là điều trị dở dang vì cái điều kiện xa. Thường là khi trẻ vào viện mà chúng tôi hỏi bệnh ấy, hồi cứu lại 2 tuần, 2 tháng hoặc là trước đó thì hầu hết là trẻ đều có triệu chứng. Tuy nhiên thì do là bố mẹ hoặc là thầy cô giáo hoặc là người chăm trẻ vì là không nghĩ đến, không ngờ được là trẻ lại có u não để mà đi bệnh viện để khám bệnh. Thực ra là trẻ đều có triệu chứng. Như vậy là tôi vẫn nói với đồng nghiệp của mình cũng như là các cái bố mẹ của trẻ ấy, nghĩ đến thì sẽ tìm. Những cái triệu chứng sớm như là trẻ có biểu hiện đau đầu, những cái đứa trẻ mà nhỏ thì nó chưa kêu được, tức là chưa kể được là con bị đau đầu thì nó sẽ biểu hiện ra ngoài bằng cái thái độ khó chịu, cáu gắt, rồi vò đầu bứt tai, rồi trẻ thay đổi những cái hành vi thông thường hàng ngày. Ví dụ như là trên một đứa trẻ 3, 4, 5 tuổi, nó từ trước đến nay trẻ rất là ngoan, thì bỗng nhiên là tự nhiên là mấy ngày gần đây là trẻ hư, rồi trẻ có những cái hành động bất thường, lời nói không giống như mọi ngày. Nhiều trẻ thì bố mẹ phàn nàn là tự nhiên lại trở nên hỗn láo, rồi là trẻ có những cái biểu hiện nôn, buồn nôn, đặc biệt là cái nôn và buồn nôn nó sẽ nặng hơn vào buổi sáng, rồi là trẻ than phiền về nhìn mờ nếu mà trẻ kể được bệnh của mình. Còn nếu không trẻ không kể được thì chúng ta để ý cái dấu hiệu nhìn mờ, nó biểu hiện bằng là trẻ va đập khi mà đi lại, va vào đồ vật, rồi là mọi khi thì trẻ nhìn rõ cái bức tranh, nhìn rõ cái dòng chữ, thì bây giờ trẻ không nhìn rõ nữa. Rồi là trẻ thay đổi cái động tác, ví dụ như là tay chân có những động tác bất thường, đi lại thì không vững, ngã hoặc là loạng quạng. Và cái dấu hiệu là cái phối hợp vận động, ví dụ như là tay phải với tay trái khó phối hợp với nhau, hoặc là lấy ngón tay, cái dấu hiệu gọi là ngón tay chỉ lên cái chóp mũi thì trẻ không làm được. Thì đấy là chúng ta cần phải nghĩ đến liệu rằng trẻ có bị u não hay không. Mà đi bệnh viện thì chúng ta làm một cái xét nghiệm rất là thông thường, đấy là chụp xọ não. Năm 2011, sự bất hạnh đổ ập xuống gia đình anh Nguyễn Hữu Hạnh khi con gái có những biểu hiện như đau đầu dữ dội, co giật và sốt cao. Thì cháu bị bệnh thì lúc cháu chưa được 4 tuổi thì lúc ấy là cháu kêu đau đầu, đưa cháu ra viện. Thì bác sĩ ở chưa lên tỉnh kiểm tra thì thấy cháu co giật thì bác ấy chú chỗ bác bảo là cái u não quá to. Bác sĩ bảo tôi chưa thấy u nào to như của cháu. Bác sĩ bảo tôi xem nếu mà không ấy thì đưa cháu đi Hà Nội. Nhưng bác sĩ lại cho cháu chuyển đi Hà Nội. Từ ngày đấy ra cứ triền miên cháu hết đợt nọ đến đợt kia đau lại phải ra tỉnh. Nên cơn co giật liên tục. Thấy con như vậy, anh Hạnh rất lo lắng và cho đi khám. Anh chị bàng hoàng khi biết con mình mắc căn bệnh u não, một căn bệnh hiểm nghèo. Các bác sĩ chỉ định chỉ có phẫu thuật mới giảm được những triệu chứng như mắt mờ, đau đầu của cháu. Thì cháu bị như thế thì cứ thỉnh thoảng lại cháu ra viện thì bác sĩ bảo đây thầy phải mổ, thì cháu cứ mổ liên tục thay rồi liên tục đi mổ, thì từ ngày đến giờ cháu mổ 9 lần. Cháu trong gia đình kinh tế chả có, toàn vay mượn bà con hàng xóm người ta cho quà cho cháu, cũng chả có, gia đình không có. Cháu mỗi lần phẫu thuật xong sức khỏe cho cháu nó yếu đi thêm, mà cháu cái tính nét của cháu nó thay đổi, Nó chỉ được phẫu thuật xong cháu khỏe được độ một vài tháng đầu, độ tầm cái khối u chưa phát triển lên, xong rồi dần dần một năm hay độ 10 tháng có đợt thì được, một năm có đợt thì được, và 5-7 tháng thì đi kiểm tra, cứ bác sĩ cho cháu đi kiểm tra định kỳ thì là cũng thấy nó phát triển lên, thì cái khối u nó phát triển to lên thì cháu lại yếu đi đến đấy, thì đi bác sĩ lại bảo lại phải làm thủ tục để mổ cho cháu, chỉ có mổ thì mới lấy được khối u của cháu ra. Thì gia đình em cũng không biết thế nào cả, thôi thì cứ tất cả nhờ bác sĩ, thì bác sĩ điều trị cho cháu như thế nào mà cảm thấy con nó khỏe thì là chúng em đã chỉ nghe theo bác sĩ thôi. Vốn dĩ cũng chẳng dư dật gì, nên để cho cháu được phẫu thuật, gia đình cũng phải chạy vạy khắp nơi mới đủ tiền. Nhưng thật trớ trêu, sau phẫu thuật, bệnh tình của cháu không thuyên giảm. Không những thế, mổ chỉ được vài tháng là khối u lại phát triển. Các bác sĩ còn trả lời là phẫu thuật mở, không thể giải quyết triệt đề. Do phải phẫu thuật nhiều lần mổ hộp sọ, nên mảnh xương sọ của cháu bị co lại, nên không thể lắp khít được. Các bác sĩ phải dùng miếng titan để thay thế mảnh sọ đã mất. Tuy nhiên, có những lúc miếng titan vuông thành sắc cạnh, trồi ra dưới lớp da, khiến cho cháu muôn phần đau đớn. Hôm mà gia đình em mang cháu đi kiểm tra thì bác sĩ cho đi chụp CT, thì bác sĩ cho cháu vào máng, thì bật máy lên thì là bác sĩ gọi em vào, mới gọi bố ra, thì bác sĩ báo là tôi báo cho chị một tin buồn, con nhà anh chị có khối u trên não. Thế là em mới nghe được như thế thôi thì tâm trạng của em tự dưng là người em nó lạnh toát hết, người nó bồn rộn, coi như là em ngất luôn. Em không biết gì nữa, xong một lúc em tỉnh dậy em là chỉ biết khóc thôi. Chứ đúng em lúc đấy là em không biết làm gì nữa. Mà không nghĩ đâu mà con mình lại có cái bệnh như thế. Tại cháu ở nhà cháu cứ kêu đau đầu thường xuyên thì em cứ nghĩ là cháu đau đầu bình thường, xong vài hôm cháu lại khỏi. Thế hôm bác sĩ thấy cháu đau nhiều quá thì cho cháu đi chụp, thì là bác sĩ báo cho mẹ tin như thế là mẹ gọi là ngất luôn tại chỗ, xỉu luôn tại chỗ, thế là bố cháu lại đỡ mẹ ra. Cháu bị bệnh thì cả nhà đều lo lắng, chả biết làm thế nào được. Bây giờ bệnh tật của cháu thế thì lo nghĩ chả giải quyết được vấn đề thì phải chấp nhận thôi. Còn cháu Lê Thanh Đức, 9 tuổi, ở Thuần Hưng, Khoái Châu, Hưng Yên, không may mắc phải căn bệnh u sọ hầu. Ban đầu, cháu có biểu hiện như thị lực giảm sút. Chính vì vậy, trong những lần khám sức khỏe ở trường, các bác sĩ cho rằng trường bị mắc các tật khúc xạ. Khi đi khám lại ở Viện Mắt Trung ương, các bác sĩ nghi ngờ nên đã chỉ định cho chụp não. Kết quả chụp cộng hưởng từ cho thấy cháu có một khối u ở vùng sọ hầu có kích thước từ 44 x 35 mm. Khối u này khiến cho một mắt chỉ còn 2/10 và một mắt 8/10. Sau khi chiếu chụp, gia đình cháu Đức đã đưa vào điều trị tại Bạch Mai. Tại đây, các bác sĩ hội trần và quyết định mổ nội soi, chuyển sang Bệnh viện Đại học Y. Tháng 2 năm 2015, Đức đã phẫu thuật. Sau phẫu thuật, cháu hồi phục nhanh, thị lực được cải thiện. Tuy nhiên, sau 3 tháng tái khám, khối u không có dấu hiệu giảm nên đã khiến cho gia đình rất lo lắng. Mổ thì một mắt cháu còn có 2/10, còn một mắt cháu thì coi như hỏng hẳn rồi. Mổ xong là đưa về nhà thì được khoảng nửa tháng thì mắt cháu bắt đầu hồi phục dần, còn một mắt kia thì coi như hỏng. Thì được độ khoảng 4 tháng, hơn 4 tháng thì gia đình lại cho cháu đi kiểm tra, lại cho sang Bệnh viện Đại học Y lại chụp CT bên đấy. Thì u của cháu nó cũng to rồi. Thì là bây giờ gia đình thì nói chung là không có điều kiện để mổ cho cháu nhiều, mà đấy cũng cháu nó cũng bé, mổ thì cũng sợ ảnh hưởng đến cháu, thì là sợ ấy, thế là gia đình mới đi tìm các phương pháp khác, các cái gọi là ấy khác ngoài để xem là có cái thuốc gì hay là có cái phương pháp gì mà giúp cháu mà đỡ phải mổ, giảm được u cho cháu không? Thì qua tìm trên mạng với cả cũng nghe một số người nói về bệnh viện Hy vọng mới của bác sĩ Kiều, thì là gia đình sau khi chụp phim ở bệnh viện Đại học Y xong là cũng 1-2 hôm là cũng đưa cháu xuống đấy luôn. Kích thước khối u của cháu thì sau tháng đầu uống thuốc ở bệnh viện đấy, bệnh viện Hy vọng mới thì chụp lại thì kích thước của cháu như theo như bác sĩ Kiều nói thì mỗi bên giảm được 5 mm. Thì sau khi uống thuốc được tháng này là tháng thứ 3 thì đi chụp chiếu lại thì u của cháu cũng vẫn giảm nhưng đã giảm ít hơn đợt đầu, thì bác sĩ bảo giảm độ khoảng 2 mm. Con thì cứ phải hết lòng với con thôi. Bây giờ thì gia đình cứ tập trung chữa chạy cho cháu, nhờ bác sĩ là cũng thương, giúp đỡ nhiều về mặt kinh tế, cũng giảm cho cháu nhiều được cái tiền thuốc các thứ nhà cháu. Chung là gia đình thì vẫn khó khăn nhưng mà cũng là đỡ, gia đình được cứ cố được và đến bao giờ được cho cháu thì cứ là cố, vừa vay mượn lại vừa làm, cố gắng làm để chữa cho cháu. U sọ hầu là loại u phát triển ở vùng tuyến yên. Trẻ mắc phải loại u này sẽ bị mất thị lực do u xâm lấn thị giác, bị lùn do tổn thương tuyến yên. Tuy nhiên, cũng có trẻ biểu hiện đau đầu. Việc phát hiện và chẩn đoán bệnh phụ thuộc vào vị trí và tính chất của khối u. Trong đó, triệu chứng chung là tăng áp lực sọ não, đau đầu, buồn nôn, mệt mỏi, thay đổi tính khí, học tập sa sút, co giật. Ở trẻ nhỏ thì vòng đầu to, nếu soi đáy mắt sẽ có biểu hiện phù gai thị. Sau khi phát hiện được bệnh, phần lớn các trường hợp phải tiến hành phẫu thuật kết hợp với điều trị hóa chất và tiết xạ. Trong quá trình điều trị, trẻ phải được ăn uống đủ chất dinh dưỡng, tránh những căng thẳng về thần kinh, tạo cho trẻ một môi trường lành mạnh, vui tươi. Một cái đặc điểm là u não của trẻ con thì nghe cái từ u não thì thường là cả các cái bác sĩ ở trong ngành cũng như là người dân nghe đến u não là rất là sợ, tại vì đương nhiên là nó cũng đáng sợ, tại vì cái vị trí giải phẫu u não là một cái bệnh mà nó ảnh hưởng đến tính mạng và sức khỏe của trẻ, nhất là những cái khối u ở những vị trí nguy hiểm. Khi mà chưa kịp điều trị thì đứa trẻ có thể tử vong vì nó gây tăng áp lực nội sọ hay là co giật, hay là nó ở những cái vùng mà nguy hiểm có thể gây tử vong đột ngột. Tuy nhiên thì nếu như mà chúng ta phát hiện sớm, chúng ta điều trị bài bản thì nó khác với người lớn, là u não ác tính ở trẻ em lại có tiên lượng tốt hơn rất là nhiều. Bởi vì sao? Bởi vì là đa số là u não ác tính ở trẻ em nó là những cái thể dạng của bệnh non, nhạy cảm với hóa trị và xạ trị. Cái thể mà hay gặp nhất ở trẻ con đấy là u nguyên tủy bào, tiếng Anh gọi là medulloblastoma. Thì ở bệnh viện K chúng tôi cũng có đầy đủ điều trị đa mô thức, chia ra nếu như mà u nguyên tủy bào mà nguy cơ thường thì nếu điều trị bài bản có thể hy vọng sống thêm không bệnh 5 năm, đạt tới 60-70%. Nếu như ở nhóm nguy cơ cao thì cái tiên lượng xấu hơn, nhưng nếu như điều trị bài bản thì cũng có thể hy vọng là sống thêm không bệnh 5 năm 30-45%, hoặc là sống thêm không tiến triển bệnh có thể đạt tới 60%. Những cái khối u não mà có giải phẫu bệnh là tế bào mầm, ví dụ như là germinom, seminom, teratom hoặc là u túi noãn hoàng, nó nguyên phát ở não, nó ít gặp hơn nhưng mà lại là cái bệnh mà có thể cứu sống được đứa trẻ. Bởi vì sao? Bởi vì cái thể giải phẫu bệnh đấy là thể nhạy cảm với hóa chất và tia xạ. Đứa trẻ hoàn toàn có thể sống bình thường, trở thành người lớn. Trong hơn 10 năm, 20 năm qua thì cái u não nói chung và u não trẻ em nói riêng vẫn được điều trị ở Bệnh viện K. Tuy nhiên thì cái khoa xạ trị thì cứ xạ trị, khoa hóa chất thì cứ hóa chất, và khoa chẩn đoán hình ảnh là cứ chẩn đoán hình ảnh, và giải phẫu bệnh là cứ làm giải phẫu bệnh. Thực sự là chúng tôi cũng chưa cái liên kết lại một cách bài bản. Nhưng mà một năm trở lại đây, cụ thể là khoảng độ 8 tháng gần đây, chúng tôi chính thức xây dựng một đội ngũ làm việc chuyên sâu về u não trẻ em. Đội ngũ làm việc chuyên sâu này được gọi là điều trị đa mô thức, có nghĩa là kết hợp giữa 5 khoa với nhau. Thứ nhất là khoa giải phẫu bệnh, thứ hai là khoa chẩn đoán hình ảnh, thứ ba là khoa phẫu thuật thần kinh, thứ tư là khoa xạ 1 chịu trách nhiệm về xạ trị, thứ năm là khoa nội nhi chịu trách nhiệm về hóa trị, và có thể là chúng tôi sẽ mời cả khoa chăm sóc giảm nhẹ vào với đội này. Và chúng tôi có cả những cái tình nguyện viên để đến để giúp chúng tôi chăm sóc cái đời sống tâm lý xã hội cho bệnh nhân nói chung và bệnh nhân u não nói riêng. Vì là thành lập một cái đội đa mô thức như vậy thì chúng tôi có sinh hoạt định kỳ, 2 tuần một lần chúng tôi sinh hoạt khoa học, chúng tôi ngồi lại với nhau để thảo luận những ca bệnh khó. Đôi khi thì chúng tôi không có những ca bệnh cần thảo luận thì chúng tôi lại chia sẻ với nhau cái lĩnh vực mà mình chuyên sâu để cho các thành viên trong đội được học hỏi lẫn nhau. Và chúng tôi có cái quan hệ quốc tế, cụ thể là ngày hôm nay là thứ Tư, ngày 27 tháng 9 năm 2017, chúng tôi đã tổ chức một cái sinh hoạt khoa học. Nói là sinh hoạt khoa học cho nó khiêm tốn, nhưng thực sự nó là một cái khóa đào tạo, nó là một cái hội thảo. Chúng tôi mời chuyên gia của Đại học Birmingham, Alabama, Hoa Kỳ về, và họ có những cái bài giảng rất là hay, và bản thân những cái thành viên trong nhóm cũng có những cái bài trao đổi, chia sẻ kinh nghiệm. Cái hoạt động này chúng tôi sẽ tiến hành nhiều năm. Năm nay chúng tôi sẽ cử 2 bác sĩ sang Alabama để học, một bác sĩ về hóa trị và một bác sĩ về giải phẫu bệnh. Năm sau chúng tôi sẽ cử một bác sĩ xạ trị và một bác sĩ phẫu thuật sang học. Và những năm tiếp theo chúng tôi sẽ cử, mỗi một năm chúng tôi sẽ cử 2 bác sĩ đi học, thậm chí là có thể quay lại, những cái bác sĩ đã học rồi thì có thể lại quay lại tiếp để học thêm nữa. Các phương pháp chẩn đoán bệnh lý u não. Ngày nay, chúng ta có nhiều phương tiện chẩn đoán hình ảnh cho chẩn đoán bệnh lý u não. Tuy nhiên, cộng hưởng từ và cắt lớp vi tính là 2 thăm dò có vai trò đặc biệt quan trọng để chẩn đoán u não ở trẻ. Những thăm dò hình ảnh khác có giá trị gợi ý hoặc bổ sung thêm cho chẩn đoán và điều trị. Điều trị u não ở trẻ có thể phẫu thuật. Điều trị u não ở trẻ chủ yếu dựa vào phẫu thuật. Phẫu thuật triệt để khối u là biện pháp điều trị tốt nhất cho trẻ. Tuy nhiên, điều đó phụ thuộc vào nhiều yếu tố như vị trí, kích thước và mức độ xâm lấn khối u, kinh nghiệm phẫu thuật viên, vấn đề gây mê hồi sức và vấn đề di chứng sau mổ. Phẫu thuật lấy u não cho trẻ em gặp nhiều khó khăn do tư thế khó, khó cố định đầu, tắc mạch do khí, nếu mổ tư thế ngồi mất máu. Điều trị não úng thủy. Trên 30% u não hố sau có não úng thủy trước và sau điều trị. Phẫu thuật nội soi não thất tại Bệnh viện Việt Đức đã gần thay thế hoàn toàn phẫu thuật dẫn lưu não thất, ổ bụng kinh điển. Mổ nội soi não thất là phẫu thuật rẻ tiền, ít biến chứng, nhanh, ít di chứng và tái lập tuần hoàn nước não tủy một cách sinh lý hơn. Mổ nội soi não thất còn tránh được di căn khối u ác tính từ não xuống ổ bụng. Xạ trị có tác dụng trong một số loại u não ở trẻ em, nhất là medulloblastoma và germinom. Điều trị xạ trị là cần thiết nếu còn sót u sau phẫu thuật. Tuy nhiên, xạ trị có thể ảnh hưởng lâu dài tới sự phát triển của trẻ nên phải cân nhắc kỹ trước khi quyết định xạ trị. Một số trường hợp có thể chờ đợi đến khi trẻ lớn để giảm thiểu được tác dụng phụ do tia xạ. Hóa trị chỉ định điều trị cho những u ác tính mức độ cao ở trẻ. Hóa chất có rất nhiều tác dụng phụ, đôi khi hóa chất còn ác tính hơn cả khối u não. Chính vì vậy nên cân nhắc kỹ trước khi sử dụng hóa chất cho u não ở trẻ em.